Các bác có biết cái này cái gì không ạ? 99,9% chúng ta không biết cây này là cái gì. Cây này có tên là hoa màu gà đuôi chồn. Lá rất giống với cây màu gà. Và hoa của nó thì nó chóp dài như này, giống với đuôi con chồn, người ta gọi là hoa màu gà đuôi chồn. Còn có tên khác là cây hoa màu gà trắng. Bởi vì cái màu sắc hoa của nó không được đỏ, không được vàng, mà nó phớt trắng như này. Đây là một cây thuốc rất là hay. Bác nào đang bị những chứng bệnh về mắt, ví dụ như quáng gà này, mắt mờ này, cận thị này, rồi thường xuyên bị chảy nước mắt này, thì hãy quan tâm đến cây này. Hạt của cây hoa màu gà trắng này, cái hạt màu đen này này, bác nhìn kỹ nhé, cái hạt màu đen này này chính là cái vị thuốc thanh tương tử mà người Trung Quốc người ta sử dụng rất nhiều trong những bài thuốc bổ mắt, sáng mắt, rồi cả những bài thuốc hạ huyết áp và bài thuốc sau tai biến. Đây là một cái vị thuốc rất là hay. Video ngày hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho các bác. Trước hết chúng ta hãy nhận biết chính xác cái loại cây này. Quân đang ở thành phố Hà Nội. Trước đây ở Hà Nội không có loại cây này. Nhưng mà do là cái hoa khá là đẹp, nên là các tỉnh miền núi nước ta, miền núi phía Bắc, đến mùa ra hoa là hái cái hoa này, cắt hoa này, mang xuống dưới thành phố để bán cho người dân. Và người dân đã dùng cái hoa này để trang trí, gọi là cắm vào lọ hoa gia đình. Và khi mà cái hạt này nó đen ấy, thì nó sẽ phát tán tạo thành những cái con. Do vậy bây giờ trong thành phố Hà Nội thì Quân gặp khá nhiều cây hoa màu gà trắng này xuất hiện. Cách đây khoảng 10 năm đến 15 năm là sẽ không có mặt cây này. Đấy. Nhưng hiện nay ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng là cây này mọc khá là nhiều. Giống với cái cây hoa màu gà bình thường ấy, thì cây hoa màu gà trắng này có chiều cao từ khoảng 50 đến hơn 1 mét, 50cm đến hơn 1 mét. Thuộc họ rau dền, hoa thì mọc ở đầu cành. Đấy. Nó hình chóp như này. Đấy, chóp như này. Thuôn dài giống cái đuôi chồn, người ta gọi là hoa màu gà đuôi chồn. Lá đây. Đấy. Nó thuộc họ rau dền các bạn. Nên là cái lá này. Đấy. Và cái thân nữa này. Đấy. Cái thân thì nó sẽ có những cái rạch, những cái rãnh dọc dọc thân. Đấy. Và lá thì nó sắp xếp mọc cách. Đấy. Có những bãi mọc cái cây này rất là nhiều, đặc biệt là các tỉnh miền núi nước ta. Đấy. Có những nơi nó mọc nhiều thành những bãi, người dân còn đến đó để chụp ảnh check in. Đấy. Một màu hoa màu gà đuôi chồn rất là đẹp. Đấy là để đặc điểm tự nhiên. Nó thường sống ở trên các tỉnh miền núi nước ta. Và hiện nay thì nó cũng lan xuống các tỉnh đồng bằng. Đặc điểm tự nhiên cây này cũng là rất dễ nhận biết thôi. Rất dễ phân biệt với các loại cây khác. Bộ phận chính ruồn thuốc của cây hoa màu gà đuôi chồn này chính là cái phần hạt. Đây các bác này, nhìn này. Đấy, cái hạt. Đây, con sẽ zoom máy gần cho bác xem. Đây, sẽ có những cái hạt màu đen như là hạt vừng. Đấy, các bác xem này, đây này. Đấy. Chỉ một cái hoa này thôi ra được rất là nhiều hạt đây. Và người ta sẽ thu hái cái hạt này về để làm thuốc. Cái hạt màu đen này ấy, người ta gọi là vị thuốc thanh tương tử. Đây là một cái vị thuốc trong đông y, và người Trung Quốc người ta sử dụng cái vị thuốc này trong những bài thuốc hạ huyết áp này, sau tai biến này, rồi những ai bị quáng gà này, mắt có màng mủ này, rồi hay chảy nước mắt do phong nhiệt, thì người ta dùng cái hạt này. Đấy. Sau đây Quân sẽ chia sẻ cho bác những kinh nghiệm sử dụng.
cây màu gà đuôi chồn làm thuốc. Một đó là trong trường hợp mà thường xuyên bị chảy nước mắt do phong nhiệt thì người ta sẽ hái cả những cành và hoa cây này khoảng 30g đem về sắc nước và uống ngày 2 lần trước mỗi bữa ăn. Đấy là trường thứ nhất, đó là chảy nước mắt do phong nhiệt, thường xuyên bị chảy nước mắt. Đấy. Trường thứ hai là bị quáng gà. Những bác mà thường xuyên sử dụng điện thoại này, máy tính bảng này, ngồi văn phòng làm việc máy tính này, xem tivi nhiều mà bị quáng gà, bị mờ mắt, đấy, bị cận thị thì hãy sử dụng cái bài thuốc này để giúp cho mắt sẽ tăng cường cái thị lực của chúng ta. Thì sẽ lấy khoảng 15g hạt cây màu gà này, đó là vị thuốc thanh tương tử. Lấy 15g hạt cây này sắc chung với khoảng 30g quả táo tàu. Đấy, hai loại thôi nhá, hai loại. Một đó là hạt cây này. Đấy, thứ hai đó là quả táo tàu. Quả táo tàu là 30g và hạt cây này là 15g. Đem sắc nhỏ lửa. Đấy, các bác nhớ là sắc nhỏ lửa nhá. Nhớ cái câu là sắc nhỏ lửa. Và chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống mỗi một lần là uống trước mỗi bữa ăn. Đấy, các bác nhớ hai chi tiết. Một đó là sắc nhỏ lửa. Hai đó là uống trước mỗi bữa ăn. Đấy là cái bài thuốc sử dụng hạt cây hoa màu gà trắng này kết hợp với táo tàu. Đấy. Trong trường hợp mắt bị quáng gà, cận thị, giảm thị lực. Đấy. Bài thuốc thứ ba xin chia sẻ với các bác là trong trường hợp mắt có màng mủ. Đấy, mắt có màng mủ, lúc nào cũng cảm giác là có cái màng ở bên ngoài mắt và rất là bận, sau đó là hay bị dụi mắt và giảm thị lực, thì trường hợp này người ta sử dụng hạt cây này cũng 15g các bạn, cũng dùng 15g. Cái thứ hai, cây thuốc thứ hai trong bài thuốc này mà ở khu vực Hà Nội này không có đâu các bạn, muốn có được chúng ta phải mua hoặc là các tỉnh miền núi sẽ có cái cây này. Vị thuốc thứ hai chính là cái vị thuốc cỏ nến. À, đúng rồi, cỏ nến các bác, cỏ nến hay gọi là cỏ rùi trống đấy ạ. Cỏ rùi trống. Đấy các bác, tìm cho Quân cái cỏ rùi trống thì lấy khoảng 15g. Hạt cây này cũng 15g. Sắc nhỏ lửa và sử dụng 2 lần. Mỗi một lần trước mỗi bữa ăn. Đấy. Đấy là trường hợp mắt có màng mủ. Đây là bài thuốc thứ ba. Ngoài ra cây này còn được dùng trong trường hợp bị cao huyết áp, cũng là một cái vị thuốc trị huyết áp cao rất là hay. Thì những bác nào bị cao huyết áp thì có thể sử dụng cái hoa cây này về sắc nhỏ lửa và uống trước mỗi bữa ăn. Rồi sau tai biến thì sử dụng hạt cây này kết hợp với kê huyết đằng. Đấy, kê huyết đằng các bác nhé. Rồi hy thiêm. Đấy, kê huyết đằng, hy thiêm. Đấy, trong cái bài thuốc trị tai biến, sau tai biến. Thì hôm nay Quân có mặt ở Hà Nội, tình cờ ngang qua đây bắt gặp cây hoa màu gà đuôi chồn, và cũng chia sẻ cho các bác, những bác mà hay dùng điện thoại, máy tính, thị lực giảm thì hãy trồng ngay cây này nhé. Lấy cái hạt cây này về mang trồng. Đấy. Và có thể sử dụng để giúp ích cho bác, tăng cường thị lực cho bác. Đấy. Đây các bác nhìn cận cảnh cái hạt nó đây này. Đấy. Nhìn thì có vẻ là ít hạt, nhưng mà để như này các bác sẽ thấy là những hạt màu đen rất là nhiều bên trong này, này. Đấy. Đấy chính là cái hạt của nó đấy ạ. Cái vị thuốc thanh tương tử các bác ạ. Hạt của nó đấy. Đây, nhìn này các bác thấy chưa? Cái hạt màu đen rất là nhiều. Và sau này nó sẽ phát tán ra. Cây này giúp sáng mắt rất là tốt các bác nhé. Đây. Một video chia sẻ cho bác về đặc điểm tự nhiên và những cái bài thuốc
sử dụng vị thuốc thanh tương tử từ cây hoa màu gà đuôi chồn. Các bác thấy hữu ích thì hãy like, hãy chia sẻ video này các bác nhé. Còn bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.